Chào Dương, mình định mua combo iPhone 8 và S20 FE thì có được hay không, hay là còn combo nào tốt hơn? Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình bây giờ đang là mẫu tai nghe True Wireless của Samsung. Đây là Galaxy Buds 2. Cái mẫu tai nghe True Wireless này thì mình đã mang về sử dụng được một thời gian rồi. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là mình cần thêm nữa để mà đánh giá chi tiết hơn về nó. Đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà trên tay mở hộp nhanh thì cũng được thôi. Thì anh em thấy nào có thể để lại comment nhé. Thì hiện tại là cái Galaxy Buds 2 này thì nó cũng là một trong những cái mẫu quà tặng đi kèm theo cái việc các bạn mua Fold hay là Flip. Đấy, tuy nhiên là nếu mà những bạn nào mà muốn mua lẻ thì bây giờ là đang có giá rồi đấy các bạn này. Hiện tại là Galaxy Buds 2 đang được bán tại Cellnet với mức giá là khoảng 2.990.000 đồng. Đấy, với mức giá này thì chúng ta sẽ được một cái mẫu tai nghe True Wireless với một cái hộp tương đối là bé, và mình cảm thấy là hộp này mức độ hoàn thiện cực kỳ tốt đấy nhá. Cái cảm giác đeo vào tai của cái mẫu tai nghe này là rất tốt luôn, thực sự là như vậy. Nó sẽ có thời gian nghe nhạc theo công bố của nhà xuất là khoảng 5 tiếng, tuy nhiên là mình nghe thì nó sẽ được khoảng 3 tiếng rưỡi. Với cái hộp sạc như này thì các bạn có thể sử dụng được thêm khoảng 3 lần sạc nữa thì mình nghĩ là cũng hợp lý. Nó sẽ có kháng nước là IPX2 ở mức độ vừa phải thôi, đủ để cho các bạn khi mà luyện tập thể thao mà ra mồ hôi thì cũng không phải lo lắng. Chứ còn nếu mà anh em mà vừa đeo tai nghe mà lại vừa đi bơi thì có mà không ổn, được chưa? Rồi, nó sẽ có cả chủ động chống ồn này, sẽ có loa 2 chiều, có chế độ âm thanh vòm, nó cũng sẽ có 3 mic để khử ồn này. Và với các thao tác cảm ứng ở trên tai thì nó có thể dừng bài hát này, có thể là chuyển bài, đấy, kiểu như vậy. Thế tuy nhiên là trong quá trình mình sử dụng mình chưa tìm ra cái tính năng là bỏ tai nghe ra để mà tạm dừng bài hát hay là tạm dừng cái gì đó. Mình cảm thấy nó hơi đáng tiếc, hình như đó là cái điểm trừ của nó đấy. Thao tác thì hiển nhiên sẽ là cảm ứng rồi, sẽ có Bluetooth 5.2, cổng sạc thì chắc chắn rồi sẽ là cổng Type-C. Và với cái màu trắng này thì mình thấy là nó cũng tương đối là sạch sẽ, mình sẽ ưu tiên mua màu trắng này hơn. Còn cái mặt là bóng như thế này thì nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay ấy. Nhưng mà với cái màu trắng này thì chúng ta sẽ khó nhận ra hơn. Đấy, giá bán là 3 triệu, được chưa ạ? Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Kỳ Minh, bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi Google Pixel 2 dưới 2 triệu thì như thế nào? Dùng với các tác vụ thông thường còn được hay không? Đầu tiên ý, là Pixel 2 mình thấy là đây là một chiếc điện thoại nó tương đối là nhỏ gọn, nhẹ nhàng, dễ cầm nắm. Đấy, cái màn hình của nó thì cũng chỉ là 5 inch mà thôi. Đấy, nhưng mà được cái là màn hình này là màn hình AMOLED luôn nhé. Nó có kháng nước kháng bụi là IP67 đàng hoàng đấy, hoành tráng chưa? Có loa ngoài là loa kép, chip thì là chip 835 luôn. Thế tuy nhiên là pin thì hơi yếu, chỉ có 2007 thôi. Sau này thì mình thấy là cái pin là cái yếu nhất. Còn cập nhật phần mềm thì hiện tại là nó đang chạy phiên bản Android 11 rồi. Nó từ Android 8 lên Android 11 thì mình thấy là cũng rất là hợp lý chứ. Vậy nên là với 2 triệu thì mình nghĩ là mua Google Pixel 2 chính ra lại còn hợp lý hơn là mua iPhone 6S ở thời điểm này đấy. Nếu mà là mình thì mình nghĩ là mua Pixel 2 được. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Master Mio. Bạn hỏi là: chú Dương cho cháu hỏi, yêu cầu của cháu hơi cao, dưới 2 triệu cũng mới đều được, có con nào mà 2 sim, có vân tay, chip ngon, hệ điều hành cập nhật lâu dài hay không? Cháu cảm ơn chú. Thực ra là với cái Pixel 2 kia mà mình giới thiệu ấy, thì nếu mình nhớ không lầm là nó chỉ có một sim vật lý, không biết là có eSIM hay không, hình như là có đấy. Nhưng mà nếu mà bạn bỏ qua cái yếu tố 2 sim đi thì chính ra là cái Pixel 2 như mình giới thiệu ở câu đầu lại là cái chiếc điện thoại mà nó phù hợp nhất với cả cái nhu cầu của bạn. Đấy là cái nhu cầu là nó có vân tay, mặc dù mặt lưng nhưng mà có vân tay này. Chip 835 là có thể coi là ngon nhất ở trong tầm giá đó rồi. Hệ điều hành thì cập nhật lâu dài, bây giờ nó có Android 11 rồi. Đấy, thì mình nghĩ là Pixel 2 sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bạn lựa chọn những cái sản phẩm khác đi, ví dụ như là những sản phẩm đời mới đi, Vsmart Joy 4 chẳng hạn, thì bạn sẽ được một chiếc điện thoại mà nó cũng có 2 sim đấy, nó cũng có vân tay đấy, chip của nó ở trong tầm giá thì còn mức độ ổn thôi đấy, nhưng mà cái hệ điều hành của nó thì không biết là có được cập nhật lâu dài hay không. Đấy, thì mình nghĩ là chính ra mua Pixel 2 nó hợp lý hơn với nhu cầu của bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Green Metallic Gamer. Bạn hỏi là: chào chú Dương, cháu muốn hỏi là tầm 16 đến 20 triệu thì nên mua iPhone hay Android nào? Cảm ơn chú trả lời cho cháu. Rồi, nếu mà là iPhone đi thì tầm giá này bạn sẽ mua được iPhone 12. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ tính hàng mới thôi nhé.
Còn Android thì bạn có thể mua được một chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. Tất nhiên phiên bản sẽ là Snapdragon 888. Chính ra nếu mà như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ mua S21 Ultra hơn là iPhone 12 đấy. Bởi vì sao? Bởi vì S21 Ultra sẽ hơn iPhone 12 ở cái chỗ là mình thấy là thiết kế của nó nhìn hầm hố hơn. Cái màn hình của nó đẹp hơn hẳn. Cái hiệu năng thì với chiếc 888 thì với cái Apple A14 thì xem với nhau thôi. Nhưng mà được cái là cái Samsung thì nó có bộ nhớ trong gần như là gấp đôi đấy. 128GB so với 64GB. Nó sẽ có một cái camera đa dụng hơn, một cái thời lượng pin tốt hơn. Đấy, kiểu như vậy. Công nghệ âm thanh thì là Dolby Atmos các thứ rồi, lại tích hợp cả cây bút các bạn có thể mua ở bên ngoài được. Thì với những cái yếu tố này thì mình nghĩ là mua S21 Ultra sẽ là hợp lý hơn iPhone 12. Còn tất nhiên nếu mà bạn chỉ thích iPhone, bạn muốn một chiếc điện thoại hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài và an toàn hơn trong vấn đề mà mua phụ kiện sau này sửa chữa thứ nó dễ dàng thì là lựa chọn iPhone 12, được chưa? Nhưng với mình thì mình sẽ ưu tiên mua S21 Ultra trong tầm giá này hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Anh ơi, người thân có phát lại cho em con Redmi Note 7 giá chỉ 1 triệu. Anh thấy thế này có ổn hay không? Nếu có con nào hơn thì anh tư vấn cho em luôn với. Nhu cầu của em là màn to, pin trâu, sạc nhanh, cam ổn, hiệu năng ổn vì em chơi PUBG. Chúc anh sức khỏe và sớm đạt nút vàng. Thực ra ấy, là với những các yêu cầu này của bạn thì Redmi Note 7 là một chiếc điện thoại có màn to cái đã. Pin thì không phải quá trâu nhưng mà pin của nó tương đối tốt. Nó có sạc nhanh, camera ở mức độ ổn. Hiệu năng, nó là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có camera 48 chấm đấy, nếu mình nhớ không lầm. Hiệu năng của nó là đủ tốt đấy, để bạn có thể chơi game PUBG đấy. Tuy nhiên là với cái tầm giá 1 triệu này thì mình nghĩ là cũng không đòi hỏi hơn được. Đấy, nếu mà người thân của bạn mà bán lại cho bạn cái Redmi Note 7 này thì mình nghĩ là mua ngay và luôn, mua ngay mà luôn. Rất may là bạn không để địa chỉ của người thân ở đây đấy. Chứ nếu không thì khi là người thân của bạn biết được là Redmi Note 7 bán ở giá cao hơn thì không để lại cho bạn đâu. Bảo người thân đừng xem video này nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thiên Mai. Bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là tầm 15 triệu có thể cố lên vài triệu thì nên mua điện thoại nào, ưu tiên iPhone. Em không có nhu cầu dùng hay là lưu trữ nhiều, chỉ lướt Facebook, YouTube. Cảm ơn. Nếu mà với những nhu cầu này của bạn ấy, thì mình nghĩ là một là bạn có thể mua một cái iPhone 11 mới tinh, phiên bản bộ nhớ trong thoải mái đi, bởi vì bạn hay lưu trữ mà, bạn lưu trữ nhiều mà. Thôi mua iPhone 11 phiên bản bộ nhớ trong 128GB đi cho thoải mái. Thì nó là một chiếc điện thoại hàng mới tinh và gần như là đáp ứng được tất cả những nhu cầu cơ bản này của bạn. Còn nếu mà hàng cũ thì bạn có thể mua một cái iPhone 11 Pro cũng được, nhưng mà bộ nhớ trong của nó không được cao bằng. Nếu thế này thì chốt luôn cho mình nhé, iPhone 11 phiên bản bộ nhớ trong 128GB đi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Khoa Nguyễn, bạn hỏi là: anh làm tư vấn công nghệ, số câu hỏi bay lên hàng trăm mà anh chỉ trả lời vài câu, làm rất nhiều người hỏi nhưng không được trả lời. Anh có thể lên lịch làm trở lại tư vấn điện thoại, đây là livestream đây, như thời gian trước được không? Nếu làm được thì làm, không được thì tại sao ạ? Rồi, câu hỏi này cũng rất là thú vị. Đầu tiên ý, là về cái số tư vấn điện thoại trả lời trực tiếp như này, tại sao mình lại không lựa chọn đủ 200 câu hỏi hoặc là mấy trăm câu hỏi lên để trả lời? Bởi vì như thế nó sẽ rất là dài. Và mình có tham khảo trong cái thống kê ở trong YouTube của mình ý, thì thời gian mà các bạn xem cái số tư vấn nhiều nhất là sẽ trong vòng khoảng 10 phút. Đấy, vậy nên là mình sẽ cố gắng, nếu mà ở ngày hôm nào mà có nhiều câu trả lời hơn ý, hoặc là mình cần nhiều thời gian để trả lời chi tiết hơn, thì mình có thể đưa cái video đó lên tầm khoảng 12 đến 15 phút là cùng thôi. Chứ còn ngày trước mình đã từng làm cái số tư vấn điện thoại lên đến hai mấy phút, thậm chí có những số lên 30 phút, nhưng mà cuối cùng mình xem ấy thì cái tỷ lệ giữ chân người xem nó không nhiều, và với cái điều đó thì video sẽ không được đề xuất và nhiều bạn khác sẽ không xem được. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, vậy nên là mình mới giới hạn là làm 10 phút là như vậy. Còn lại thì đúng thật là có rất nhiều câu hỏi mình không thể trả lời được thật. Cũng có nhiều bạn là bảo là tại sao anh không trả lời comment của từng người, thì mình cũng chia sẻ luôn đấy là nếu mà dành ra thời gian để trả lời từng comment như thế thì gần như là sẽ không còn thời gian đâu để mà ngồi nghĩ ra ý tưởng để làm video nữa. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, một ngày lên nhiều video như mình thì ý tưởng nó rất là bị hạn chế. Còn mình cũng có thể nhờ các bạn khác để trả lời comment được đấy, tuy nhiên là dùng dưới danh nghĩa là mình đang trả lời như thế thì nó sẽ rất là ảnh hưởng, đúng không ạ? Nên là mình không làm cái điều đó. Còn mà livestream cũng là một cái hình thức để mình có thể tương tác đối với cả các bạn đấy. Nhưng mà livestream thì mình thấy là nếu mà livestream mà để cho nhiều người tiếp cận được tới nhất thì sẽ là cái thời gian buổi tối, là cái thời gian mà
nhiều bạn có thể tiếp cận được tới những video livestream, chứ còn bình thường ban ngày như này mình livestream có thể là những bạn khác bạn ấy không vào xem được ấy. Đấy. Thế thì buổi tối về nhà mình lại gặp phải vấn đề đấy là mình lại phải trông con, với là giảng bài cho con học. Nhà mình lại có hai đứa nữa cơ. Nên là thời gian về nhà thì gần như là mình ngày trước thì cũng có thi thoảng cũng có livestream đấy, khi nào mà rảnh một tí hay con mình về quê, nhưng bây giờ thì nó đang ở trên Hà Nội rồi. Thì đấy, nếu mà là mình muốn là không muốn vác công việc về nhà làm thì làm tất cả ở cơ quan thôi, chứ về nhà là lúc mà mình nghỉ ngơi cái thứ, chơi với con cái thứ đấy, nên là thành ra là mình mới không livestream được là như vậy. Tuy nhiên qua cái câu hỏi này các bạn Khoa Nguyễn ấy, thì cũng rất là mong những bạn khác là nếu các bạn có câu trả lời cho những câu hỏi ở phía dưới cái phần comment ấy, thì các bạn cứ trả lời thay cho mình, bởi vì thực sự là cũng rất nhiều câu hỏi mình không trả lời được, thì như thế là cái cách mà các bạn đã góp phần ủng hộ mình rồi đấy. Đấy, thì cũng rất là mong các bạn làm như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì cái sự quan tâm này. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Dương Thanh Điềm, bạn hỏi là: chào Dương, mình định mua combo iPhone 8 và S20 FE thì có được hay không, hay là còn combo nào tốt hơn? Rồi, với cái câu hỏi này các bạn thì mình thấy là combo này là combo tốt nhất rồi. Đầu tiên ý, là nó đáp ứng được hai cái yêu cầu. Thứ nhất đó là một cái iOS và một cái Android. Và thứ hai nữa là một cái màn hình to và một cái màn hình bé. Được chưa? iPhone 8 là chiếc điện thoại màn hình bé tốt nhất của Apple ở trong cái tầm giá bây giờ tầm 4,5 triệu thì khó có thể để lựa chọn con nào tốt hơn iPhone 8 cả, nếu mà lựa chọn màn hình bé nhé. Còn S20 FE là chiếc điện thoại hàng chính hãng ngon nhất ở trong cái tầm giá 11 triệu. Mình đánh giá nó ngon hơn iPhone 10R, và các bạn có thể xem lại cái video mà mình so sánh đó với iPhone 10R. Vậy khi hai cái tốt nhất kết hợp với nhau thì mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng thôi. Còn tất nhiên ở đây lại còn có một cái mới, một cái cũ, thì bạn vừa có một cái cũ để sử dụng làm điện thoại phụ và vừa có một cái mới tinh để sử dụng yên tâm hơn, đúng không ạ? Còn tất nhiên bạn bảo là có combo nào khác tốt hơn hay không thì có thể là bạn sẽ thay cái iPhone 8 kia bằng một cái điện thoại khác, ví dụ như là Google Pixel hay là Samsung Galaxy S9 các thứ cũng được, ok, đồng ý. Nhưng nó sẽ là hai cái Android với nhau thì mình nghĩ là nó sẽ không hợp lý lắm, được chưa? Còn nếu mà thay cái S20 FE kia bằng một cái Samsung khác, ví dụ như Samsung Galaxy Note 10 chẳng hạn, thì có thể là hiệu năng nó sẽ không bằng và nó lại là một cái điện thoại hàng cũ, nó sẽ không yên tâm bằng. Mà trong khi đó thì rõ ràng là cái S20 FE nó là một chiếc điện thoại hàng mới tinh mà nó cũng đã đủ tốt rồi, thì cũng không nhất thiết phải nghĩ đến hàng cũ làm gì cả. Vậy nên là với cái combo này các bạn mình nghĩ là rất là hợp lý rồi. Thực ra là với mình thì mình cũng sẽ lựa chọn combo này thôi, được chưa ạ? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.